Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề du lịch Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các loại hình du lịch truyền thống như du lịch nghỉ dưỡng, tham quan thư giãn, vui chơi giải trí, thì thời gian gần đây, nhiều đơn vị đã quan tâm đến một loại hình mới, đó là du lịch sinh thái cộng đồng. Đây có thể hiểu là hoạt động tham quan và du lịch có trách nhiệm với môi trường tại các điểm tự nhiên không bị tàn phá để thưởng thức thiên nhiên. Qua đó khuyến khích hoạt động bảo vệ, hạn chế những tác động tiêu cực do khách tham quan gây ra và tạo ra lợi ích cho những người dân địa phương tham gia tích cực. Đặc biệt là vào dịp hè này, các điểm du lịch sinh thái sông suối lại càng đông khách hơn. Trong chuyên đề du lịch Huế tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán giả tổng thể về tiềm năng, thế mạnh của du lịch sinh thái ở Huế. Trong những năm qua, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực đáng kể, thể hiện qua số lượng khách tăng đều qua các năm. Có được điều này nhờ vào các đơn vị kinh doanh du lịch đặc biệt sáng tạo ra nhiều tour tuyến mới, không còn bỏ hẹp trong khuôn khổ các sản phẩm du lịch truyền thống. Xu hướng mới từ cả phía cầu và cung du lịch đã dẫn tới loại hình du lịch phải biết thích nghi với yêu cầu ngày càng cao của du khách và nhu cầu quay về với thiên nhiên ngày càng thể hiện rõ nét. Do đó, loại hình du lịch sinh thái cộng đồng trở thành một lựa chọn cho phát triển du lịch bền vững. Nếu các loại hình du lịch truyền thống tập trung vào việc thỏa mãn các nhu cầu của khách du lịch, thì du lịch sinh thái cộng đồng lại tập trung cao vào hoạt động của khách du lịch với những ảnh hưởng tích cực của họ tới môi trường và cư dân ở nơi khách đến du lịch. Giống như mình đang đi lạc vào một cái vùng sông nước mênh mông của dải đất miền Tây, đất nước của chúng ta. Tuy nhiên, cái khác ở đây thì mình có cảm giác nó vẫn có một cái hình ảnh khắc khoải của một dải đất miền Trung, và mình thấy đây là một cái tiềm năng rất là to lớn đối với không chỉ du lịch Thừa Thiên Huế mà còn cả là du lịch của miền Trung và cả Việt Nam chúng ta nữa. Ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay có rất nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này, từ dải bờ biển dài cho đến các khu rừng nguyên sinh ít có bàn tay con người can thiệp, hay vùng rừng phá Tam Giang lớn nhất Đông Nam Á với nhiều loài động thực vật phong phú đã làm hấp dẫn du khách gần xa. Theo chân một đoàn khách du lịch đến từ thành phố Đà Lạt lên đỉnh trên sóng nước Tam Giang vào một buổi chiều, chúng tôi cảm nhận được những sự thích thú của họ khi tham gia vào tour du lịch sinh thái cộng đồng này. Không phải bởi họ là những người từ miền núi về nên thích cảnh quan sông nước, mà ở chỗ tour du lịch này còn lôi kéo được sự tham gia trải nghiệm của người tham gia du lịch vào tour. Đối với Lộc thì đó là một cảm nhận rất là tuyệt vời. Khi mà được đi thuyền và trải nghiệm cái không gian rất là tươi mát và khung cảnh rất là bình yên. Và đặc biệt ở đây cái khu vực phá Tam Giang thì khi mà mình chụp hình thì mình cảm thấy rất là đẹp. Và nếu mà mình cảm nhận là nếu mà mình đưa du khách đến đây để cho họ chụp những shot hình hoặc là chụp hình hoặc trải nghiệm cái không gian ở đây thì vô cùng tuyệt vời. Ở đây cái không gian rất là mênh mông và bầu trời thì rất trong, và cũng giống như là mặt nước thì trong veo, rất là sạch sẽ, và người tạo cho người ta cái cảm giác rất là thoải mái mà khi mà đến đây. Tính đến thời điểm này, các đơn vị lữ hành cũng như là bản thân doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã tổ chức rất là thành công rất là nhiều cái tour du lịch sinh thái, ví dụ như là tour du lịch đi Bạch Mã, tour du lịch suối Bắc Lê ở Á Lưới hoặc là suối Mơ ở Nam Đông. Và mặc dù là bị ảnh hưởng về biển nhưng mà khu vực sinh thái Phá Tam Giang cũng như là Đông Chuồng cũng đã thu hút rất là nhiều các khách hàng. Thì như anh đã biết là các sản phẩm về du lịch của Thừa Thiên Huế rất là phong phú, rất là đa dạng. Chúng ta có lăng tẩm đền Đài, có du lịch biển và có rất là nhiều các sản phẩm về du lịch sinh thái. Thì chúng tôi nghĩ mặc dù là khó khăn nhưng mà về khó khăn về du lịch biển, nhưng đây cũng chính là một cái cơ hội để cho các đơn vị lữ hành phát triển về du lịch sinh thái, mở rộng hơn nhiều sản phẩm và thúc đẩy cái du lịch sinh thái phát triển lên một cái tầm mới. Có thể thấy rằng loại hình du lịch sinh thái cộng đồng vừa đảm bảo sự hài lòng đối với du khách để tạo lập sự hấp dẫn đối với họ, đồng thời qua du khách quảng bá uy tín của điểm du lịch, khu du lịch. Từ đó, ngành du lịch có điều kiện đảm bảo và nâng cao hiệu quả của hoạt động du lịch và còn là cơ hội tăng thu nhập cho người dân thông qua hoạt động du lịch, tức là có điều kiện thuận lợi về xã hội hóa thu nhập từ du lịch. Vượt qua cái du lịch truyền thống, du lịch văn hóa, đó là cái du lịch sinh thái, du lịch có sự tương tác giữa khách du lịch và người dân địa phương, thì cái tiềm năng du lịch sinh thái cộng đồng tại Huế rất là phong phú. Công ty chúng tôi cũng đã khảo sát và đưa vào hoạt động, và bây giờ đã có những cái tour du lịch mà gần như là mặc định. Ví dụ hôm nay chúng ta đi tham quan cái tour Tam Giang, thì tất cả những cái tour của chúng tôi khi khách tới Huế thường là 3 ngày thì sẽ có 2 ngày đi tham quan lăng tẩm chùa chiền, và nửa ngày hoặc là 1 ngày thì tham quan tour Tam Giang như hiện nay. Thực sự bây giờ những cái tour du lịch sinh thái mà công ty chúng tôi đang phát triển
gồm có tour 2 ngày như là tour đi A Lưới, tour 1 ngày là tour đi Nam Đông, hoặc là nửa ngày là tour đi Tam Giang hoặc Cộng hòa Thanh Toàn. Thì những cái tour như vậy sau khi mà khai thác và đến gần 4 năm khai thác, giới thiệu, quảng bá thì chúng tôi đã tổ chức hàng ngày cho du khách. Với những ý nghĩa tích cực, du lịch sinh thái cộng đồng được khuyến khích phát triển không chỉ ở Huế mà nhiều nước trên thế giới cũng đang đẩy mạnh phát triển loại hình này. Bởi vì con người ngày càng có xu hướng tìm về với thiên nhiên, muốn khám phá những gì tinh túy ít có bàn tay con người xâm lấn, cho nên đã lựa chọn loại hình du lịch sinh thái trong tour du lịch của mình. Hiện ở Huế đã hội tụ khá nhiều điều kiện để phát triển loại hình du lịch độc đáo này. Nếu khách yêu thích khám phá thiên nhiên núi rừng hoang sơ thì có thể tham gia các tour 2 ngày 1 đêm ở Bạch Mã, A Lưới, Nam Đông. Hay khách thích tình dưỡng trong không gian xanh mát kết hợp với các hải sản ngon thì Laguna hay các resort ở vùng Lang Co đều có thể đáp ứng được. Bên cạnh đó, vào mùa hè thì hàng chục suối, thác lớn nhỏ phân bổ đều ở các vùng Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới có thể phục vụ hàng ngàn khách yêu thích cảnh tự nhiên trong làng nước suối trong mát. Mùa hè thì mình chọn thích chọn những nơi xa với là mát mẻ để du lịch. Thì Suối Mơ là cũng có tiếng và cũng ở xa nên thu hút nhiều người đến đây. Rất là nhiều du khách khi được tham gia trải nghiệm vào cái tour ở trên khu vực Đầm Phá Tam Giang thì đều có chung một cái cảm nhận, đó là rất thích cái vẻ đẹp tự nhiên cũng như là sự dân dã và mộc mạc bộc trực mà người dân ở địa phương đây đem lại. Và đặc biệt những cái vẻ đẹp đó theo họ khiến cho họ cảm thấy rất là thích thú, rất là sảng khoái, dường như là tìm hiểu và cảm nhận được một vẻ đẹp rất khác của Huế. Chúng ta tập trung vào hai cái mảng chính, đó là du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Du lịch sinh thái Thạc Mơ thì hiện tại là chủ đầu tư ở Thạc Mơ đã xây dựng là 32 làng trại để phục vụ cho du khách, với lượt khách là đến cùng một lúc khoảng phục vụ 6 đến 700 khách trên một lượt. Nhưng mà để ở đây phục vụ đấy chúng ta cần là đầu tư thêm mà đa dạng phong phú về ẩm thực, thứ hai là cung cách phục vụ ở đây được chú đáo hơn, thứ hai nữa là xây dựng các cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các bãi bến đầu cho du khách để đảm bảo du khách sẽ đến đây là thuận tiện hơn. Với tiềm năng to lớn về tự nhiên cùng với nhu cầu thực tế của cuộc sống, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng là tất yếu và chắc chắn ngày càng được mở rộng ở Thừa Thiên Huế. Tuy chưa có nhiều đơn vị cùng tham gia khai thác tour du lịch sinh thái cộng đồng để có thể tạo một tiếng vang lớn trên thị trường du lịch, nhưng theo khảo sát thì đa số khách du lịch một khi đã tham gia tour du lịch sinh thái đều có những ấn tượng đẹp ban đầu. Đây là một bước đệm để nhân rộng mô hình du lịch độc đáo này. Được ngồi lên thuyền và cùng trải nghiệm với các anh chị em trong đoàn du hành trên sông nước của phá Tam Giang thì cảm nhận đầu tiên của chúng tôi rất là tuyệt vời khi mà được cùng nhau trải nghiệm ở trên một cái tuyến đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế rất là đẹp, nên thơ và không trong một cái khung cảnh rất là thanh bình. Và tôi cảm nhận thấy là thiên nhiên của Thừa Thiên Huế rất là tươi đẹp, không chỉ riêng về những hệ thống di tích, đền đài, lăng tẩm vân vân, mà còn là những cảnh sinh hoạt đời sống hàng ngày của bà con ngư dân tại địa phương. Năm 2015, số lượng khách đi cái tour chương trình phá Tam Giang này là khoảng 4.000 khách, và số lượng này so với năm 2016 ấy thì nó có giảm hơn đối với khách nước ngoài. Tuy nhiên do cái thời tiết năm nay rất thuận lợi nên cái tour đi Tam Giang cũng tổ chức hàng tháng, và với cái chương trình tổ chức là nửa ngày hoặc là một ngày thì theo tổng hợp số lượng cũng đã tăng hơn so với năm vừa rồi. Không chỉ các loại hình du lịch suối thác thu hút khách dịp hè này mà các điểm đến cộng đồng ở Thủy Biều đón một lượng khách rất tốt. Khách tham gia tour Thủy Biều ngoài việc được chiêm ngưỡng cảnh quan làng quê mộc mạc còn được vào vườn thanh trà tận tay hái những quả chín trên cây, một đặc sản địa phương của Huế. Bên cạnh đó, du khách còn được tiếp cận với cuộc sống của người dân địa phương, biết được phong tục tập quán, lối sống hàng ngày của họ. Đây cũng là một trong những đặc điểm mà du lịch cộng đồng mong muốn đem lại cho du khách. Tham gia tour du lịch này, ngoài việc được chiêm ngưỡng cảnh làng quê Việt Nam rất đẹp, tôi còn được tiếp xúc với người dân ở đây, được tận tay làm những chiếc kẹo đặc trưng của xứ Huế. Thật là một chuyến đi đầy ấn tượng. Khách hàng được cảm nhận được một số trải nghiệm thật sự là xứng đáng để du khách được ở lại
và lưu lại lâu hơn trong cái khoảng thời gian của khách. Và đây cũng là một cái những sản phẩm mà bản thân của các nhà doanh nghiệp, bản thân tôi cũng thấy được, đó là làm cho khách hàng lưu trú lâu hơn. Bên cạnh đó, một số các doanh nghiệp đã liên kết được với nhau trong cái sản phẩm như HTC đã kết nối đưa những sản phẩm Huế nó sâu lắng và trải nghiệm từ những du khách mà ở Huế thêm một phần trú dài hơn. Và đây cũng là một cái mà các anh em Huế sẽ hướng tới và cố gắng chung tay để phát triển du lịch Huế. Còn một điểm độc đáo nữa là ở Huế có một đơn vị đã mạnh dạn lồng ghép du lịch sinh thái cộng đồng vào mô hình của mình là Homestay Tâm Tình Viên. Chủ nhân mô hình này đã chọn một lối kiến trúc rất độc đáo, đó là thiết kế toàn bộ khu nghỉ dưỡng theo lối nhà rường đặc trưng của Huế. Dù chỉ mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn, nhưng địa điểm này lại thu hút khá đông khách du lịch để nghỉ dưỡng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tại đây, du khách được chủ nhà đón tiếp một cách chu đáo và nồng hậu, được nghỉ trong những ngôi nhà gỗ truyền thống nằm giữa những vườn hoa trái. Đó là kiểu nhà rường cột được làm bằng gỗ. Những ngôi nhà rường cổ trở thành biểu tượng cho lối sống mộc mạc giản dị. Và đến Huế, khách du lịch rất ưa chọn không gian sống như thế này. Tôi được miễn phí cả bữa ăn sáng, chủ nhà ở đây còn rất vui vẻ và thân thiện. Qua homestay này, chúng tôi muốn kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Theo lối kiến trúc như thế này là chúng tôi muốn nhấn mạnh vào truyền thống văn hóa Huế, cung cấp cho du khách những trải nghiệm mới. Song song với sự phát triển, hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo tồn thông qua việc đem lại thu nhập phục vụ cho công tác này cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng. Những hoạt động quay về với thiên nhiên luôn được khuyến khích và du khách ngày một quan tâm đến mảng du lịch này. Do đó, một khi các nhà tổ chức du lịch cùng đồng lòng phát triển thì du lịch sinh thái cộng đồng chắc chắn sẽ đem lại thành công. Chuyên đề du lịch Huế tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.